Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là em còn vài cặp T24 và T12 các bác nhé, vài cặp T24 và vài cặp T12. Hôm nay em sẽ nói về cái đắt tiền ngày xưa mà khi em có bán mà các bác kêu là đắt thế này thế kia ấy. Em sẽ giải thích cho các bác để em còn bớt lại được một chút cái gọi là linh kiện cũ và xịn của ngày xưa. Và đây là cái linh kiện mới này, linh kiện này linh kiện em mua được mới này. Đấy, cái này thì em nói luôn là cái củ đầu đạn này nó vào gần 200 củ. Họng kèn này là vào hơn 200 một họng. Thằng trung bình khá. Còn cái củ này nếu mà mua được chắc phải tầm 7 đến 800 nghìn. Đấy, 7-800 nghìn một củ nhá, một củ này nhá. Còn cái họng kèn này nếu mà mua được chắc phải tầm 1 triệu một cái. Rẻ phải 1 triệu một cái. Đấy. Nên là các bác đừng có kêu mà tại sao bên em bán đắt. Bên em nói luôn là những cái sản phẩm chất lượng này này thì nó không hề rẻ. Em sẽ cân lên cho bác. Đây là một cái cân Nhân Hòa, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, được do người tiêu dùng bình chọn, có tem nhá. Đây là cái họng kèn em mua là hơn 200 một cái. Có trọng lượng là 1 kg. Họng kèn này. Còn đây là cái họng kèn xịn mà em cố gắng là không bán. À, 2,5 cân. Được chưa? Hai cái họng này nó khác nhau cái gì? Một bên ý, họng ý, làm bằng sợi tổng hợp và keo epoxy hai thành phần và được sơn lên nữa. Và một bên ý, là nhựa tái chế. Phần trước thì nhựa này tái chế có thể sử dụng lại. Còn cái phần sau ấy là nhựa gọi là nhựa chết. Đằng sau cái miếng này này gọi là nhựa chết. Một đắt đấy. Còn cái loại như thế này nữa, hai miếng này đều là nhựa chết luôn. Nó rẻ hơn. Đấy. Cái này cầm nhẹ không mà. Tiếng hai con này em sẽ làm một video so sánh sau. Một video sau để so sánh. Bây giờ sẽ đến cái củ búp hay gọi là củ X-Face. Củ này có trọng lượng là 0,5 kg, 0,6 kg, tức là 6 nạng. Và đây là cái củ này là củ bằng sợi tổng hợp và keo epoxy hai thành phần. 2,1 cân. 2,1 cân. Bình thường ấy 6 nạng. 6 nạng đúng không? Nhân đôi lên là vào 1,2 cân. Đây là khoảng 2,1 cân, tức là nặng gần gấp 3 lần. Gần gấp 4 lần. 3,2 đến 3,5 lần. Củ này nặng. Nha. Củ này thì nó đúc nguyên khối luôn. Còn cái này đằng sau nó có 4 con ốc. Được chưa? 4 con ốc. Đấy. 4 con ốc. Cái này em mua được rẻ thì em bán rẻ. Còn nếu như cái thùng T24 hay là T12 mà sử dụng cái đồ này, các bác không thể mua được với giá này đâu. Nói thật là các bác không thể mua được với giá này đâu. Ngày xưa khi mà các cái phụ kiện nó còn rẻ thì còn mua được. Còn bây giờ nó lên đấy. Như em vừa kể gần 800 nghìn một củ này. Cái này 1 triệu một cái họng kèn này. Nếu như ở Việt Nam có anh em nào mà làm được dưới cái mức giá như em vừa kể mà có bán, em sẵn sàng em mua bằng cái giá em kể. Nếu như ở Việt Nam, nói luôn nhá, nếu như Việt Nam có anh em nào làm được như này với mức giá này mà đẹp như này. Đấy, chỉ cần đẹp tương tự này thôi. Đây này, cái này nó vẫn có lỗi này. Cái này là hàng Trung Quốc này. Người ta làm ẩu nó cũng có lỗi này. Đấy, thì em sẵn sàng mua được như này. Còn nếu như chúng ta sẽ bỏ qua này, sẽ nói vấn đề này là cái hàng copy loại cao cấp của các thương hiệu như là ST Audio, PBN hay là cái gì đó các thương hiệu khác rất nhiều tại Việt Nam đang nhái theo cái mẫu là T24 này. Đang sử dụng như kiểu như là họng kèn này này, củ đầu đạn này này, củ X-Face này này, mà đang sử dụng vật liệu này, tháo ra nó nặng như này này. Thì không phải là 800 nghìn một củ này đâu, mà là 1 triệu 6 một củ này. Họ làm tỉ mỉ đến mức là các bác nhìn nhá, các bác sẽ thấy là những cái kiểu như là sợi nguyên một cái tấm kiểu như là tấm vải nhá. Sợi amiang họ dệt thành cái kiểu tấm như tấm vải, họ xếp vào xong bắt đầu là đắp khuôn lên, nhìn trông nó đẹp lắm. Nó không nhăm nhở như này đâu, nó không nem nhem như này đâu. Này các bác nhìn này, nó không nem nhem như này đâu. Nói thật luôn nhá, không phải là chê này chê kia gì đâu. Đấy.
nó làm tỉ mỉ đến mức mà em không thể tưởng tượng được. Tỉ mỉ cực kỳ luôn. Nên các bác là đừng có kêu. Nói luôn nhá. Và nếu như những cái này ý, mà hàng xịn ý, thì nó sẽ độ như giá thành lên một đôi này nhá. Như này một thùng là nó sẽ độn cái này lên là 1,6 triệu, cái này 1,6 triệu là 3,2 triệu. Chênh lệch 3,2 triệu so với cái loại này. Loại này có mấy trăm nghìn, gọi là 300 nghìn đi. Đấy. Một thùng là 3 triệu chênh lệch giữa combo họng kèn này, nếu mà hàng xịn hàng cung cấp của Trung Quốc. Một đôi thùng là 6 triệu chưa tính lưới và rãnh dây treo. Lưới và rãnh dây treo giỏi đến 1 triệu nữa đi. Đấy, để cho nó hết cỡ đi. Nên là vào 3 triệu này mới bộ như này, bên kia là 3 triệu là 6 triệu, 6 triệu lưới rãnh treo 1 triệu là 7 triệu. Lệch 7 triệu về cái phụ kiện gồm có là họng kèn củ đầu đạn, rãnh treo và lưới. Đấy là hàng Trung Quốc cao cấp. Và cái hàng Vina Cà Phê tên là Việt Nam. Đấy. Trong không quảng cáo cà phê đâu nhá. Ở đây là một cái video so sánh để các bác hiểu rõ về cái hàng. Tại sao bên em bán nhưng bên em không ưu tiên nào, không muốn bán. Bán hàng nhẹ không muốn bán. Xong các bác mẹ chê thế này thế kia. Và thứ hai nữa là cái thùng này này của Trung Quốc ấy, họ sử dụng là cái gỗ bạch dương, mà cái loại gỗ bạch dương ván ép 15mm ấy, loại cao cấp ấy. Thì các bác biết bao tiền một tấm không? 1,8 triệu mấy chục ấy, một tấm. Đây là gỗ xịn Trung Quốc loại 1. À, nhập từ, không phải nhập mà là cái gỗ ấy là gỗ của Trung Quốc, họ sản xuất đạt tiêu chuẩn để xuất đi Mỹ, hoặc là Đài Loan sản xuất đạt tiêu chuẩn xuất đi Mỹ. Gỗ ma này cũng có. Đấy, các bác muốn gỗ nào có gỗ đó. Đấy. Còn những gỗ này thì em đấy là hàng trung bình thôi. Em chỉ dám chơi cái loại này em thương mại thôi. Chứ còn nếu mà em sử dụng loại gỗ cao cấp quá và những cái hàng kiểu hàng phổ thông này, em nói thật các bác là em không bán được. Bởi vì như nào, cái gỗ này làm nên một đôi này nó bán gọi là khá là cao rồi. Còn gỗ ở trong khu vực miền Nam họ sử dụng ý, nó còn rẻ tiền hơn cái gỗ này. Nhưng mà bên em không sử dụng cái gỗ đó, mà cái gỗ đó là gỗ Việt Nam. Gỗ đó là sản xuất tại Việt Nam luôn. Đấy. Trong đó thì công ty rất lớn ở Thùng Hoa Sài Gòn sản xuất. Còn bên em không có cà khịa đâu nhá. Bên nào làm thì họ cũng có một cái điểm mạnh. Bên em làm thì có một cái điểm đặc biệt đó, nghiên cứu ra những cái mẫu đặc biệt. Tại còn bên khác thì họ sẽ làm theo kiểu thương mại, đặt đến đâu làm đến đấy. Như đây các cái phụ kiện này là nói luôn này. Em đi em lấy từng cái một. Từ cái ốc gen này em phải đi nhặt lại, mua lại. Búp, họng kèn, X-Pay này, hay là họng kèn này, em đi lấy lại. Ngay cả đến cái đơn giản như cái hậu loa hay là cái jack new trick này em phải đi mua lại. Em không tự chủ được. Và bây giờ này em theo kiểu là làm sản xuất thương mại từng cái một này. Các bác nào khách quen thân thiết ấy, ủng hộ thôi. Chứ còn nói mà để em thương mại mà em bán, em cạnh tranh với các đơn vị lớn kia, em ẳng từ lâu rồi. Không có ngày hôm nay đâu. Tại sao đến ngày hôm nay vẫn chưa ẳng? Bởi vì các bác còn thương, các bác còn giúp đỡ, các bác còn mua và ủng hộ thì em còn. Chứ không thì cái tất còn chả còn, đừng có nói là còn người hay là còn hàng đây nữa. Đây thì nói luôn, những đơn này nó đang chờ xe nó gửi vào, xe vào để lấy hàng chở đi. Thì tiện rảnh rỗi thì quay review cho các bác một tí, khoe với các bác là cái họng kèn nó hơn cái gì, nó kém cái gì, tại sao ngày xưa nó đắt nòi ra bây giờ nó rẻ như là ối ôi thế. Thì đây nói luôn nhá, ở đây này thùng đây này, tất cả thùng này đặt sau, từ giờ về sau này em đánh dấu logo thương hiệu riêng này. Nên là anh em nào mà nhái của bên em thì em nói thẳng luôn là có giỏi thì nhái đi. Đấy, nói thẳng là có giỏi thì cứ nhái đi. Đấy, bên em chưa đăng ký bản quyền thương hiệu, nói luôn thế. Đây là họng kèn này. Đây là thùng T24 nhá. Đây là thùng T12 này. Đấy, các bác nào mua ủng hộ em vài đôi đi cho nó vui nhỉ. Thì bây giờ đến cái phần giá và thông báo các bác nhá. T12 này cả thùng, cả phân tần, chưa con lưới là 2,650 triệu. Còn cả thùng cả lưới và phân tần là 2,950 triệu. Đấy. Đây là T24, cả thùng, cả phân tần, chưa có củ noa nhé. Đây giá chưa có củ noa. Là cái này cả thùng cả phân tần ấy, cả lưới là 4,9 triệu. Còn nếu mà các bác không lấy lưới thì là vào 4,450,000, tức là trừ cho các bác được 450. Đấy, nói luôn thế, giá bao ship. Đây là cái củ X-Pay này, họng kèn này. Nói để các bác hình dung rõ hơn nhé. Bởi vì nếu như mà bên em
đặt hàng được các cái củ linh kiện như này ấy, thì tiếng nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Nhưng mà nó có một cái điểm trừ nữa là khi các bác sử dụng các cái này này, xong là các bác quay sang và sử dụng cái họng kèn rẻ tiền này, các bác không cảm nhận được, nó nhanh không cảm nhận được. Chỉ có những người nghiên cứu, khi bọn em làm ấy, thì bọn em sẽ khớp củ loa với họng kèn đấy, và khớp củ đầu đạn với thùng ví dụ T24 này, thì nó có củ đầu đạn nó sẽ khớp, còn không thì thôi đấy. Ví dụ như là cái dòng này ấy, T12, T24 nó lệch nhau là 6 triệu. Đấy là hàng phụ kiện Trung Quốc xịn nha. Còn nếu mà hàng phổ thông ấy, thì nó chỉ lệch nhau 2 triệu thôi đấy. Hoặc lệch nhau đến 4 triệu là cùng thôi các bác nhá. Ok, thì đây em nói qua để các bác hình dung và hiểu hơn về cái đồ em bán. Tại sao bên em đề ra tiêu chuẩn rất cao nhưng phải lấy cái hàng ối ôi thế này đấy. Chứ không phải là muốn bán cho các bác cái hàng đẻo đâu, buôn bán cho các bác hàng tốt ấy, để các bác sử dụng các bác còn nhớ đến em. Nhưng mà không có hàng tốt thì thôi, chấp nhận nha. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau. Có gì thì hay em lại tiếp tục quay và review cũng như giới thiệu toàn thể các bác nhé. Đây là tất cả những gì em muốn nói trong ngày hôm nay. Xin kính chào toàn thể các bác.